chắp tay chúng ta tịnh lễ Đức Thế Tôn. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng ta tiếp về phần vấn đáp. Và sư cho con hỏi, có phải Parami chỉ được bổ túc tại thế giới loài người với những ai có ước nguyện đạo quả độc giác hoặc A-la-hán, có thể hoàn thành các ba la mật trên cõi trời hoặc phạm thiên không? Ba la mật là gì? Ba la mật á, là tất cả những việc lành hướng đến sự giải thoát giác ngộ thì đó được gọi là ba la mật. Nhớ mình. Cái ba la mật á, nó không giới hạn ở con số 6 hay con số 10, mà đó là tất cả những việc lành hướng đến sự giải thoát giác ngộ thì đó được gọi là ba la mật. Sư làm rõ một vấn đề mà có lẽ quý vị sẽ gây sốc và nhiều vị hoang mang. Đó là khái niệm ba la mật á, nó không có trong chánh kinh và chú giải. Nếu quý vị không tin, vui lòng tự đi tìm và hỏi các vị khác coi là cái khái niệm ba la mật đó có trong chánh kinh và chú giải hay không. Xin thưa, nó không có trong chánh kinh và chú giải. Nhưng điều đó không có nghĩa là sư bài xích hoặc sư phản bác cái khái niệm ba la mật. Nói như vậy thì ba la mật ở đâu? Ở đâu mà có cái vụ là gom lại cái con số 6 hay là con số 10, là lục độ ba la mật hay là thập độ ba la mật? Đó là do khi Đức Thế Tôn kể các câu chuyện tiền thân ấy, thì sau khi kết tập tam tạng thì các vị mới gom đó vào trong tiểu bộ cái phần hạnh tạng. Và trong hạnh tạng ấy, là kể tất cả các cái mẫu chuyện tiền thân của Đức Phật, và trong đó gom lại thành 10 nhóm chính. Thì từ đó chúng ta có sự tổng kết về 10 ba la mật, tức là 10 hạnh lành tiêu biểu mà Đức Thế Tôn, tức là Bồ Tát của chúng ta đã làm trong kiếp quá khứ, tức là các ngài tổng kết lại. Nhưng mà xin thưa với quý vị, nếu nói như vậy thì con số 10 đã đủ hay là chưa? Sư xin bỏ ngỏ câu hỏi này. Tại vì trong 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp kể từ khi được thọ ký dưới chân Phật Nhiên Đăng, Bồ Tát trải qua bao nhiêu kiếp? Vô số kiếp. Một A Tăng Kỳ rất là nhiều, là một con số 1 và 140 con số 0. Rất là nhiều. Đơn vị tính là kiếp trái đất. Một kiếp trái đất luân hồi bao nhiêu lâu mới hết được một kiếp trái đất? Cho nên cái số việc lành có rất là nhiều, không thể nào Đức Thế Tôn ngài kể hết được, bởi vì nó không cần thiết. Ngài chỉ kể một số thôi, và chúng ta gom nó lại, chúng ta tổng kết phân tích ra. Chính vì như thế, sư chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Đó là với cá nhân của sư thì ba la mật là tất cả hạnh lành hướng đến sự giải thoát giác ngộ, và nó không giới hạn ở con số 6 hay con số 10. Nói như vậy thì dù cho quý vị ở cõi người, quý vị vẫn huân tập ba la mật được.
mà quý vị đi lên cõi trời, quý vị vẫn huân tập ba la mật được. Dựa vào đâu sư nói như thế? Tại vì chúng ta có các hạng chứng đắc đạo quả như sau, được kể ở trong chú giải Kinh Tứ Niệm Xứ, và trong Tăng Chi cũng có. Đó là một người khi chánh niệm miên mật thực hành tứ niệm xứ, nếu vị ấy không thể chứng đắc ngay khi còn khỏe mạnh, vị ấy sẽ có thể chứng đắc khi bị bệnh. Nếu khi bị bệnh vị ấy không thể chứng đắc đạo quả, thì vị ấy có thể chứng đắc đạo quả khi cận tử. Nếu khi cận tử vị đó không thể chứng đắc đạo quả, thì vị đó có thể chứng đắc đạo quả trong kiếp tiếp theo khi làm chư thiên. Nếu vị đó không thể chứng đắc đạo quả trong kiếp tiếp theo khi làm chư thiên, vị đó sẽ chứng đắc đạo quả trong kiếp vào thời Đức Phật Vị Lai. Nếu vị đó không thể chứng đắc đạo quả trong thời Đức Phật Vị Lai, thì vị đó có thể chứng đắc đạo quả khi trở thành một vị độc giác. Nói như vậy thì cái kiếp ở cõi trời đó vẫn phải được tính là vun bồi ba la mật. Nhưng đương nhiên là với điều kiện là mình phải tu, chứ không thể nào lên trển ăn chơi ngủ nghỉ cho đã mình gọi là ba la mật thì không đúng. Và đồng thời, dù cho một người có bố thí tay chân hoặc thậm chí bố thí tánh mạng, mà vị đó không hướng đến sự giải thoát giác ngộ thì không thể nào gọi là ba la mật được. Ví dụ có nhiều người hiến tạng chẳng hạn, thì xin thưa cái việc hiến tạng là việc đương nhiên là quý giá. Nhưng nếu như người hiến tạng không hướng đến sự giải thoát giác ngộ thì họ cũng không vun bồi được một chút xíu ba la mật nào. Sư lặp lại, cái được gọi là ba la mật là tất cả hạnh lành hướng đến sự giải thoát giác ngộ thì mới được gọi là ba la mật. Và sư cho con hỏi, con có thể thực hành rải tâm từ bằng cách hướng tâm của mình tới đối tượng đang mâu thuẫn với con để con có thể tự hóa giải được mâu thuẫn được không? Đương nhiên là được. Tuy nhiên thì nếu như mà quý vị mới thực hành tâm từ á, thì có khi là quý vị sẽ khó thực hiện khi mà rải tâm từ đến cái đối tượng thù oán. Chỉ khi nào quý vị thực hành tâm từ một thời gian rồi đó, năng lực tâm từ của quý vị đủ mạnh mẽ, thì quý vị có thể rải tâm từ đến với người mình thù oán. Sư cho con hỏi, các hành là vô thường, các hành là khổ, và mấy câu con hay thấy, con cho con hỏi hành ở đây mình được hiểu như thế nào, như thế nào cho rốt ráo cặn kẽ theo ý của Phật đã thuyết. Anicca Vatasankhara, các hành là vô thường, thì cái sankhara đó tức là những thứ gì do điều kiện mà có, thì đó gọi là các hành. Đơn giản biết thế thôi. Quý vị cứ xem bất kể cái gì do điều kiện mà có thì đó là các hành. Con thấy mình hay sống trong nỗi sợ, ví dụ sợ bị coi thường, sợ cô đơn, sợ bị báo ứng,
Và vì nỗi sợ ấy nên con mới phải tu hành làm nhiều điều thiện. Nhưng việc mình làm hoặc tu chỉ để cảm thấy an toàn hay giảm đi nỗi sợ như vậy có ổn không? Vì con thấy nó không đến từ tâm sống như thế có ổn không? Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói này, các tỷ kheo, có hai pháp nâng đỡ thế gian, đó là tàm và úy. Tàm và úy là hai pháp nâng đỡ thế gian. Tàm á, là sự hổ thẹn với tội lỗi, và úy là sự ghê sợ với tội lỗi. Thì khi mà chúng ta có sự hổ thẹn và ghê sợ với tội lỗi thì đó là nhân cho thiện pháp, bởi vì nó giúp cho chúng ta tránh các cái ác pháp và làm các thiện pháp. Quý vị nên phân biệt nó với lại cái ti liệt mạng, hai anh này khác nhau ạ. Tàm úy là sự hổ thẹn và ghê sợ đối với tội lỗi, tức là đối với cái ác. Còn ti liệt mạng á, là cảm thấy mình thua kém, cảm thấy mình không bằng, thì đó là cái ti liệt mạng. Cái ti liệt mạng á, ở đây có nghĩa là khi mình có sự so sánh, mình có sự so sánh và mình thấy rằng mình không bằng, thì đó là ti liệt mạng. Còn cái tàm úy là sự hổ thẹn và ghê sợ đối với tội lỗi, thì đây là cái điều nên có. Còn cái sợ sợ bị coi thường này thì nó thuộc về cái ti liệt mạng. Rồi sợ cô đơn thì nó lại thuộc về tham ái. Chỉ riêng cái từ sợ không thôi đó, nó có nhiều cái nhân, nó có nhiều cái gốc lắm. Mà nếu như mà chúng ta không có học giáo lý, chúng ta không biết kỹ, chúng ta chỉ gom nó có một, thực tế nó nhiều. Cái sợ cô đơn nó lại thuộc về tham ái. Còn sợ bị báo ứng thì đó thuộc về tàm úy. Cho nên chúng ta cần phải phân biệt cái nào là nên và cái nào không nên. Dạ thưa sư, người thọ trì bát quan trai giới khi ăn cơm trễ 11 giờ mấy, khi đang ăn cơm mà tới giờ đứng bóng thì ngưng không ăn nữa, hay khi đang ăn thì ngồi ăn xong luôn rồi mới đứng dậy vẫn được không vậy sư? Theo luật thì đến khi mặt trời đứng bóng là không được ăn nữa. Một số vị ở Thái, chính xác là một số vị Việt Nam ở Thái đã hiểu sai câu nói này của các vị pháp sư ở Thái. Đó là nếu muốn anh có thể ăn cho tới chừng nào mặt trời đứng bóng cũng được, thì các vị đi qua Thái thì các vị đó lại hiểu sai thành nếu muốn thì miễn sao mình ăn trước khi mặt trời đứng bóng là được. Có nghĩa là vị đó nghĩ là mình ăn miễn sao trước khi mặt trời đứng bóng và mình có thể ăn luôn cho tới chiều tới tối cũng được, không sao hết. Đó là hiểu sai. Mà đúng là trước khi mặt trời đứng bóng thì mình ngồi ăn bao nhiêu cũng được, miễn sao nó là trước khi mặt trời đứng bóng thôi. Còn sau khi mặt trời đứng bóng là không được ăn nữa. Phải hiểu như vậy mới đúng. Nhiều vị gân cổ lên cãi với sư, sư chỉ đơn giản hỏi, mở luật ra xem. Cứ ngồi mà cãi chày cãi cối, mở luật ra xem. Luật thì không chịu mở, cứ ở đó mà cãi.
Bạch sư cho con hỏi, chánh niệm trong tứ oai nghi và các tiểu oai nghi thì vào đề mục thôi hay cố gắng quan sát càng nhiều càng đề mục chính? Quý vị nên tập trung vào đề mục thiền của mình. Nó tùy theo cái giai đoạn mà chúng ta tu tập. Nó giống như một cái người học võ thì mới vào thì họ sẽ tập trung bình tấn, học đấm, học đá, vân vân. Nó có cái gọi là chiêu thức. Nhưng mà khi đã thuần thục rồi, lên làm võ sư rồi, thì có thể xuống núi được rồi, thì khi đó các cái chiêu thức dẹp qua hết. Bởi vì nó chảy ở trong máu rồi, đụng chuyện là xài thôi. Chứ còn lúc bấy giờ không có cần phải gọi tên chiêu thức nữa. Còn ba cái phim trưởng mà trước khi ra chiêu là phải tự nhiên là phải kêu tên thì Giáng Long Thập Bát Chưởng, lúc đó mới chưởng ra được, thì cái đó chỉ có trong phim. Chứ còn khi mà đụng chuyện xài thì mình đụng là mình xài thôi, chứ còn mình không có gọi tên nó nữa. Hoặc giống như khi một đứa con nít nó mới học chữ thì nó phải viết chữ A, chữ B, chữ C, viết chữ nào nó phải đánh vần chữ đó. Nhưng mà bây giờ đó, quý vị đã lớn rồi, khi chúng ta viết chữ quý vị đâu cần đánh vần nữa. Các cái chữ A, B, C tự thế mà nó trôi chảy ra thôi. Việc thực hành cũng vậy. Khi mà chúng ta mới thực hành thì chúng ta phải nắm chắc đề mục, nắm chắc đối tượng là chúng ta đang thực hành hơi thở, hay chúng ta đang thực hành tâm từ, hay chúng ta đang thực hành thân quán niệm xứ. Phải nắm chắc và làm, chỉ tập trung vào mỗi việc đó thôi. Chừng nào mà chúng ta thuần thục rồi thì khi đó đụng cái gì xài cái đó. Còn khi chúng ta chưa thuần thục mà chúng ta đã vội làm thì nó là chưa học bò đã là học chạy. Cho nên câu trả lời là tùy lúc, nhưng mà hầu hết cho tới hiện tại bây giờ thì làm ơn làm phước nhớ cái đề mục chính của mình là cái gì dùm sư. Bạch sư cho con hỏi, con đang đứng trước giữa hai lựa chọn là xuất gia ngay bây giờ hay đợi lo cho cha mẹ xong rồi mới xuất gia. Bản thân con chưa từng vướng bận chuyện tình cảm và thấy rõ nó là khổ nên chưa thể đáp ứng mong mỏi của cha mẹ. Con xem kinh sách và nghe pháp nhiều lại càng khiến con muốn lìa xa thế tục, thà như tê giác một mình ra đi. Ở nhà con cũng cố gắng hướng cha mẹ theo lời Phật dạy, nhưng cha mẹ đều khó có thể tiếp nhận. Cha mẹ hiện tại cũng chỉ có mình con, mong sư có thể cho con lời khuyên. Nếu hai ông bà cụ còn có thể tự sinh hoạt được thì nên xuất gia. Dù là quý vị chỉ xuất gia được có 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, đó cũng là điều tốt. Bởi vì khi quý vị xuất gia được thì về sau quý vị có thể nuôi cha mẹ của mình. Ở trong tạng luật là có vị tỷ kheo, khi vị đã xuất gia thì cha mẹ già cả không có ai nuôi dưỡng, thì vị đó trình lên Đức Thế Tôn và Đức Thế Tôn cho phép vị ấy đi khất thực
để nuôi cha mẹ của mình. Sư thì sư vẫn mong mỏi là ở mình sẽ xây một cái giống như một cái chung cư, mua một cái miếng đất kế bên chùa, mình xây một cái chung cư để chi biết không, cho những vị xuất gia đó thì rước cha mẹ lên ở cái chung cư kế bên chùa. Thì như vậy thì cha mẹ mỗi ngày có thể tới chùa tụng kinh, công quả, muốn làm gì thì làm. Rồi thì cái vị xuất gia đó là vị đó có thể đi khất thực, rồi vị đó nuôi cha mẹ ăn ở chuyện bình thường. Xin thưa là nếu chỉ tính cái chuyện mà cơm nước á, thì nó cũng không có nặng gánh đâu. Chỉ sợ là mình chơi bời hay là mình tiêu xài cái gì á, thì nó tốn thôi. Chứ còn bình thường mà như sư nuôi giới tử thì chỉ lo mỗi tiền ăn, nó cũng không có nặng gánh mấy. Đó. Cho nên á, là đương nhiên đó chỉ là cái sự mong mỏi của sư thôi. Còn cái chuyện làm được hay không thì tùy, nó còn cái chuyện còn xa vời lắm. Ha. Nhưng mà trước mắt á, thì nếu như mà cha mẹ nhắm trong vòng cỡ chừng 5 năm thôi, hai ông bà có thể sống một mình được, thì nên đi xuất gia. 5 năm sau, trong 5 năm đó để làm cái gì mà sư đặt cái mốc là 5 năm. Bởi vì trong 5 năm á, quý vị xuất gia, quý vị nỗ lực tu tập thì nhờ cái phước của quý vị nó có hai việc. Một là mình có thể cảm hóa được cho cha mẹ của mình hướng về chùa. Hai là mình tu thì mình có được cái phước tu, thì như vậy mình có thể nuôi được cha mẹ. Còn nếu như hai ông bà mà vừa cô đơn neo chiếc mà vừa bệnh nữa, không thể tự chăm sóc được thì đành chịu thôi. Nhưng nếu được, quý vị nhắm mà trong vòng 5 năm hai ông bà ở ngoài mà không có chuyện gì á, thì nên đi tu. Mà sư nói là nói 5 năm vậy thôi, chứ còn thực tế là không tới đâu, thời gian không tới đâu. Với điều kiện là quý vị thật sự mình tu cho nó ngon lành, tu cho đàng hoàng. Đề, bạch sư cho con hỏi, đề mục thiền niệm buông như sư giảng dạy, thì khi thực hành con nghe thành tiếng chuông để định tâm, như vậy thì tâm không thể xả bỏ, buông bỏ những dính mắc trong tâm mà vì ngừng niệm thì mọi thứ trở lại như ban đầu. Chỉ khi thực hành quán tưởng đến các dính mắc và thực hành buông bỏ thì mới giảm bớt tham và sân. Vậy con nên thực hành như thế nào? Việc niệm buông á, nó cũng giống như tâm từ. Nó thuộc về cái hiểu, chứ nó không thuộc về cái việc niệm đơn thuần. Sẽ lấy ví dụ, khi một người niệm một trắng thì cái sinh trắng thì họ chỉ việc niệm trắng, 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 tức là họ bám vào cái trắng đó là đủ rồi. Hoặc là vị theo dõi hơi thở thì vị đó theo dõi hơi thở, quan sát hơi thở, và vị ấy nắm được cái tướng trạng của hơi thở, như vậy là được rồi. Nhưng mà cái niệm buông nó thì nó sẽ khác. Là khi chúng ta niệm buông, nó không phải cái vấn đề không nằm ở chữ buông, mà vấn đề nằm ở cái thái độ của chúng ta. Tức là cái chữ buông nó chỉ là cái sự nhắc nhở chúng ta là chúng ta phải buông. Giống như một người đang vác cái vật nặng ở trên vai, thì vì ấy đi rất là mệt mỏi, thì người khác kêu hãy bỏ xuống đi, hãy buông đi. Thì cái khi nghe chữ buông đó, đó là người ta phải đặt cái gánh nặng đặt xuống.
Chứ không phải là người ta niệm buông, gánh thì không đặt xuống, miệng thì niệm buông mà nhờ như vậy được nhẹ thì chuyện nó không có. Hoặc giống như khi quý vị đói bụng, sư kêu quý vị ăn đi, thì vấn đề là chúng ta phải hiểu và chúng ta đi ăn thì chúng ta mới hết đói. Chứ không phải là quý vị ngồi, quý vị niệm ăn, 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 ăn là nó hết đói. Việc niệm buông cũng vậy. Chúng ta phải hiểu và chúng ta thật sự chúng ta buông thì nó mới có hiệu quả. Phương pháp thiền hành như thế nào cho đúng? Liệu mình có phải duy trì một tốc độ hay có việc gấp thì mình nên thiền hành như thế nào? Quý vị có việc hành thiền mà gấp cái gì? Tức là nếu như mà quý vị có việc gấp thì tạm thời để cái đối tượng thiền đó qua một bên. Tại vì khi nó giống như á, là một người tử tù bưng cái chén dầu, hoặc sư nói là bưng cái ly nước. Khi sư nói bưng ly nước á, nhiều người họ làm không đúng. Tức là quý vị phải đổ cái nước mà nó sắp ngang mặt á, sắp ngang mặt mới đúng. Chứ còn quý vị đổ ly nước lưng lửng thì quý vị đi, thậm chí quý vị nhảy nó cũng không đổ nữa chứ đừng nói. Cái sư nói là cái nước nó sắp ngang mặt á, thì khi đó quý vị mới biết được là mình nên đi như thế nào, phải phối hợp như thế nào. Cho nên khi mà quý vị có việc gấp, cần phải đi gấp thì dẹp qua một bên. Chỉ đơn giản thế thôi, bởi vì đề mục thiền này nó không có phù hợp đối với người đang vội vã. Bởi nếu như mà quý vị vừa, sẽ nói vừa đi gấp, vừa hoặc là vừa chạy gấp mà vừa theo dõi hơi thở, có chuyện gây tai nạn. Cho nên là nhớ giùm sư nhé, trong kinh Tứ Niệm Xứ, vì tỷ kheo chỉ có bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi, không có chạy. Và việc di chuyển của vị đó cũng từ tốn, không có đi nhanh. Và vị tỷ kheo, thậm chí vị tỷ kheo là không được chạy. Trong Tăng Chi Bộ Kinh là vị tỷ kheo là người không nên đi nhanh. Có bốn đối tượng không nên đi nhanh, bởi vì đi nhanh á, là nó mất giá trị. Cái này là bà Visakha đó, bà nói, được ghi chép trong Tăng Chi. Thứ nhất là con voi của nhà vua là không nên đi nhanh, đi nhanh nó mất giá trị. Thứ hai là nhà vua thì không nên đi nhanh, tức là nhà vua không nên vội vã đó, nhanh nó mất giá trị. Thứ ba là một vị sa môn thì không nên đi nhanh, đi nhanh nó mất giá trị. Và thứ tư là người phụ nữ không nên đi nhanh nó mất giá trị. Bà đã trả lời câu này đó. Khi mà cái đoàn tức là cái đoàn giảm hỏi đi ngang quan sát bà đó, thì thấy là trời mưa. Trời mưa thì các cô nữ tỳ cổ lo cổ chạy vô trong cái đình để mà che mưa. Nhưng mà bà thì bà lại đi chậm rãi, bà không có đi nhanh. Thì người ta mới hỏi, thì bà mới trả lời như thế. Cho nên là một vị hành thiền thì cũng xem như là tính vô cái hạng này, là chúng ta không nên đi nhanh. Còn cái tốc độ như thế nào phù hợp
thì quý vị cứ cầm cái ly nước sắp ngang mặt quý vị đi là quý vị biết cái tốc độ nào phù hợp. Trong lục đạo luân hồi, nghiệp là yếu tố dẫn dắt chúng sanh luân chuyển bất tận. Con chưa hiểu là ở ba cõi thấp, tức là cõi ác, như xúc cõi súc sanh, phần lớn chỉ dựa trên bản năng phản ứng với môi trường sống. Như vậy, kiếp hiện tại đó không có nghiệp mới tạo ra, thì sự chuyển dịch sinh mạng qua cõi khác diễn ra theo như thế cơ chế nào? Và đặc biệt là sự chuyển dịch từ cõi thấp đến cõi cao. Ai nói với quý vị là chúng sanh ở cõi thấp họ không tạo nghiệp? Chúng sanh ở cõi thấp nó vẫn sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu bình thường. Quý vị coi mấy cái xin hỏi quý vị nè, cái con bò nó có sát sanh không? Có nghe. Thậm chí con bò nó ăn thịt ra, một số con là nó nhai, nó nuốt luôn. Thì làm sao mà quý vị nói nó không có phạm giới được? Nó vẫn phạm giới như thường. Mà cái vấn đề của chúng sanh ở cõi thấp, tức là các loài, ví dụ như các loài bàn sanh á, là chúng nó rất dễ tạo ác nghiệp. Quý vị nhìn vào thế giới động vật, nó sống hoàn toàn theo bản năng, giết hại lẫn nhau, đàn áp lẫn nhau, nhưng rất khó làm thiện. Một loài thú mà nó muốn làm thiện, nó rất khó có cơ hội làm thiện. Bởi vì làm sao nó biết cái chuyện bố thí, làm sao nó biết chuyện giữ giới, làm sao nó biết chuyện hành thiền. Quý vị phải nói ngược lại mới đúng. Khi sanh làm loài thú thì chúng sanh hầu hết chỉ tạo ác nghiệp. Thậm chí có muốn tạo thiện nghiệp cũng không biết phải tạo như thế nào. Cho nên ở trong Trung Bộ Kinh thì có một bài kinh Đức Thế Tôn nói rằng cái sự khổ của dòng sanh tử luân hồi ấy, là khi sanh vào làm loài thú thì đa phần sống trong sự giết hại tàn bạo lẫn nhau. Cho nên là không có cái chuyện là xuống cõi ác, xuống cõi thấp mà quý vị không tạo nghiệp. Thậm chí xuống cõi thấp mình tạo nghiệp còn dữ dằn hơn nữa. Chỉ có kiếp địa ngục là thuần túy trả ác nghiệp. Ngạ quỷ thì một số cũng như vậy. Nhưng mà đừng có nghĩ cái chuyện thuần túy trả ác nghiệp như vậy nó là hay. Tại vì cái nghiệp nặng quá thì mới phải đi xuống dưới là thuần túy trả ác nghiệp thôi. Chứ còn nó cũng không phải là hay đâu mà ham. Thì cái việc mà chúng sanh ở địa ngục á, mà trả ác nghiệp á, thì chỉ đơn giản là sau khi trả ác nghiệp rồi, ác nghiệp nó muội lượt, thì cái thiện nghiệp nó mới có cơ hội nó lóe sáng. Do chúng ta tạo thiện quá ít mà tạo ác quá nhiều, cho nên phải xuống dưới đó trả cái ác nghiệp, trả cho nó bớt, thì cái cơ hội hãn hữu nào đó thiện nghiệp nó mới lóe sáng, nó đưa chúng ta đi lên. Nó giống như là một phạm nhân ở tù thì phải hết cái hạn thì sau đó mới được ra tù. Trong chú giải Tăng Chi khi nói về các hoại kiếp có nói như thế này: không có một chúng sanh nào trong dòng sanh tử luân hồi mà chưa từng làm thiện. Đương nhiên chúng sanh đó làm ác thì có rất nhiều, nhưng không có một chúng sanh nào trong dòng sanh tử luân hồi chưa từng làm thiện. Thì khi hết cái tuổi thọ ở địa ngục thì cái quả thiện năm xưa đó nó sẽ
giúp cho chúng sanh đó trổ lên cảnh giới tốt hơn. Nhưng thường cảnh giới tốt hơn này là cảnh ngạ quỷ bàn sanh. Chứ còn tốt đủ để lên cõi người thì cũng khó khăn lắm chứ không phải dễ. Bạch sư cho con hỏi Niết Bàn là gì? Có thể hiểu như thế nào? Niết Bàn có phải là cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà không? Ái diệt là Niết Bàn. Chỉ đơn giản thế thôi. Ở trong Tăng Chi, đương nhiên là còn trong nhiều bài kinh khác, Ngài Xá Lợi Phất và Đức Thế Tôn định nghĩa ái diệt là Niết Bàn. Khi nào quý vị chấm dứt ái, quý vị sẽ thấy Niết Bàn như thế nào. Như vậy thì nơi có Niết Bàn, nơi nào có Niết Bàn, nơi đó không thể có ái. Cho nên mấy cái chuyện mà cây cối bằng lưu ly, mã não, sông bằng cẩm thạch, ngọc bích, các thứ đó không phải là Niết Bàn. Nơi nào còn có ái, nơi đó không có Niết Bàn. Nơi nào chấm dứt ái thì nơi đó chúng sanh sẽ biết Niết Bàn là gì. Cho nên ái diệt là Niết Bàn. Còn quý vị muốn biết nó cụ thể như thế nào thì quý vị tu đi, thực hành tứ niệm xứ. Khi nào ái diệt thì quý vị biết Niết Bàn là cái gì. Còn ở trong Phật giáo Nguyên Thủy thì không có cõi tịnh độ mà chỉ có cõi tịnh cư. Cõi tịnh cư là cõi dành cho các vị thánh A-na-hàm trở lên. Bởi vì đối với các vị thánh A-na-hàm, các vị đó không còn dục ái nữa, cho nên là các vị không thể sanh tử luân hồi trong cõi dục, mà các vị đó sẽ đi về cõi tịnh cư. Thì đương nhiên cõi tịnh cư thì nó sẽ khác với cõi tịnh độ. Thành ra là hai cái cõi này là cõi cực lạc, thì nó là cái khác, nó không có giống. Và trong Phật giáo Nguyên Thủy thì không có cái cõi cực lạc. Lỡ con có nhiều câu hỏi, vậy có vô tình làm lãng phí tài nguyên không? Cái vấn đề không phải là quý vị hỏi ít hay hỏi nhiều, mà là quý vị hỏi nó có chất lượng hay là không. Chứ nếu như quý vị hỏi nhiều mà mình hỏi toàn những câu nhảm nhí thì đương nhiên là nó lãng phí. Mà quý vị hỏi nhiều nhưng mà toàn những câu chất lượng thì nó sẽ không có lãng phí, chỉ đơn giản thế thôi. Và sư có hướng dẫn cho chúng con huân tập tâm từ, xem mọi người xung quanh là con của mình trong vô lượng kiếp, nhưng hiện tại con chưa có con nên chưa thực sự trải qua tâm từ của một người mẹ. Vậy chúng con nên thực hành hướng dẫn này như thế nào? Thì trong trường hợp đó, quý vị có thể quán tưởng tất cả những người xung quanh mình là thân bằng quyến thuộc, là mẹ của mình hoặc là cha của mình trong vô lượng kiếp. Như vậy thì quý vị có thể rải tâm từ được. Và bạch sư, con muốn giữ giới ba la mật. Buổi chiều con uống ca cao, bột sắn hay sữa đậu nành, vậy giới có được ba la mật không sư? Tức là quý vị, cái người hỏi, khi quý vị hỏi thì quý vị chưa nghe sư định nghĩa ba la mật, cho nên quý vị hiểu sai. Giữ giới thì giữ giới như thế nào là giữ giới ba la mật? Giữ giới ba la mật là chúng ta giữ giới nhằm mục đích đi đến sự giải thoát giác ngộ, thì đó là giữ giới ba la mật. Tức là ở đây là cái mục đích của việc đó là cái gì. Khi nào mục đích là sự hướng đến giải thoát thì đó là ba la mật.
Còn đối với hàng cư sĩ thì miễn làm sao buổi chiều quý vị không có là ăn nhai cái gì nó có xác là được. Tại vì cư sĩ thì không phải tỷ kheo. Vì tỷ kheo có một số nước cũng không có bệnh thì không được uống. Ví dụ như nước cháo loãng nè. Nước cháo chứ không có cháo nha, nước cháo loãng nè. Nước thịt nè. Nước cái gì nước ngũ cốc. Thì vì tỷ kheo không có bệnh thì không được uống, đương nhiên có bệnh thì vẫn được uống. Cho nên tỷ kheo thì có luật tỷ kheo, chừng nào quý vị là tỷ kheo thì lúc đó tính. Còn quý vị chỉ là cư sĩ thì chỉ nhớ đơn giản là chiều mình không có nhai cái gì hoặc là mình uống cái gì mà nó có xác, như vậy là được rồi. Tuy nhiên sự nhắc nhở quý vị là chúng ta giữ giới phải hiểu tại sao mình giữ giới. Cái mục đích việc mình giữ giới không ăn xá giờ là để mình ngăn ngừa sự tham đắm trong vật thực. Chứ còn mà quý vị không có ăn nhưng mà quý vị chơi gì nóc cho một bụng nước thì nước mía rồi sữa các thứ thì nó là chuyện khác ha. Kinh Pháp Cú có đoạn: xưa vị lai và nay đâu có sự kiện này, chứ không phải là đều có sự kiện này nhé. Quý vị ghi sai một chữ là nó sai nghĩa hoàn toàn. Đâu có sự kiện này mà quý vị ghi là đều có sự kiện này. Đâu có sự kiện này, người trọn vẹn được khen, người hoàn toàn bị chê. Con chưa hiểu rõ. Quý vị chưa hiểu rõ là đúng rồi. Tại vì quý vị hỏi sư là hỏi như thế này nè: xưa vị lai và nay đều có sự kiện này, người trọn vẹn được khen, người hoàn toàn bị chê. Quý vị nói như thế là đi ngược hoàn toàn, sai có một chữ mà cái chữ đó là cái chữ nó quan trọng nhất trong cả một cái bài kinh. Phải là xưa vị lai và nay đâu có sự kiện này, người trọn vẹn được khen, người hoàn toàn bị chê. Hoặc có một phiên bản khác là xưa vị lai và nay đâu có sự kiện này, kẻ hoàn toàn bị trách, người chỉ được khen hay. Tức là từ xưa tới giờ không bao giờ có việc ai đó chỉ toàn nhận được lời khen mà không bao giờ bị chê, hoặc ai đó chỉ toàn là bị chê mà không bao giờ được khen. Bởi vì ngay cả Đức Thế Tôn Ngài giảng pháp hay như thế mà vẫn có người chê. Mà một cái tên ngoại đạo tà giáo tà kiến họ dạy tầm bậy tầm bạ một cây luôn mà vẫn có người khen. Đôi khi sư lấy làm lạ luôn á, mà vẫn có người khen. Cho nên là cái câu đó nên hiểu như thế. Con đọc thấy Đức Phật ngồi thiền liên tục 49 ngày dưới gốc cây Bồ Đề mà đắc đạo. Liệu điều này có thực tế không? Có trường hợp nào thiền liên tục nhiều ngày không ăn uống gì không? Trạng thái thiền định sau này là như thế nào? Đây là một vấn đề mà quý vị hiểu sai. Đức Thế Tôn Ngài giác ngộ dưới cội Bồ Đề, Ngài chỉ ngồi thiền có một đêm thôi. Chịu khó đọc trong Tương Ưng dùm sư, Tương Ưng hoặc là Trung Bộ cũng có. Ngài chỉ ngồi thiền dưới cội Bồ Đề chỉ có một đêm thôi, và sau đó Ngài chứng đắc đạo quả. Còn 49 ngày còn lại Ngài dưới cội cây Bồ Đề là Ngài hưởng cái quả giải thoát, chứ không phải là Ngài ngồi thiền 49 ngày dưới cội Bồ Đề, mà là Ngài ngồi thiền chỉ có một đêm dưới cội Bồ Đề thôi và chứng đắc đạo quả giải thoát. 49 ngày còn lại là Ngài hưởng cái quả giải thoát,
Cho nên á, đây là trường hợp duy nhất trên thế gian này, và Đức Thế Tôn Ngài chỉ làm có đúng một lần thôi, là Ngài ăn 49 vắt cơm của nàng Suchata đó, và sau đó Ngài không có ăn nữa. Và đây là trường hợp đặc biệt, là bởi vì Ngài hưởng cái quả giải thoát, bởi vì sau đó Ngài đã chứng ngộ Niết Bàn rồi, Ngài đã giác ngộ, đã thành một vị chánh đẳng giác rồi, cho nên Ngài có cái khả năng đó, chứ không phải là Ngài ngồi thiền liên tục 49 ngày trong khi vẫn còn là phàm thì chuyện đó không có. Về sau á, các vị thánh khi nhập thiền thì trong kinh mô tả tối đa chỉ có 7 ngày, không nhiều hơn. Từ chư vị độc giác cho đến chư thinh văn giác thì cũng chỉ tối đa có 7 ngày. Và Đức Thế Tôn khi được kể về các trường hợp Ngài nhập định thì cũng chỉ kể là Ngài nhập định trong 7 ngày, không có trường hợp nào kể là Ngài nhập định hơn. Cho nên thông thường là một người chứng thiền thì vị đó có thể nhập định liên tục trong 7 ngày không hơn. Thì chuyện đó cũng bình thường. Một người bình thường hưởng dục, người ta nếu chịu khó nhịn đói, nhịn khát thì người ta vẫn có thể sống được trong 7 ngày. Thì một vị thiền định thì vị đó có thể duy trì liên tục trong 7 ngày, chuyện đó hết sức bình thường. Nhưng vấn đề là khi một vị ra khỏi thiền á, thì cơ thể vị đó được đặt trong trạng thái suy kiệt. Vị đó vẫn đủ khả năng để đi khất thực nha, nhưng mà cơ thể vị đó là đã suy kiệt rồi. Và nếu như trong ngày hôm đó vị đó không xin được cái gì để ăn thì vị đó sẽ viên tịch. Cho nên cái người mà cúng dường cho một vị sau khi vị đó nhập thiền 7 ngày thì được phước rất là lớn, bởi vì cái phước đó là phước cứu mạng vị đó. Còn trạng thái thiền định sâu như thế này là như thế nào? Thì nếu như quý vị thực hành thiền đạt phàm nhé, thì đạt đến tứ thiền bát định, cái chuyện quý vị vào thiền trong 7 ngày, cái chuyện đó có thể làm được. Có một trường hợp ở Tích Lan đó, thì người ta đã gắn cái camera và để theo dõi một vị hành thiền. Thì đã có trường hợp là người ta theo dõi liên tục trong 3 ngày, tức là lắp camera theo dõi liên tục trong 3 ngày, và thấy là vị này không di chuyển, không cử động, không làm gì cả. Tức là vị đó nhập định trong liên tục 3 ngày. Và sau đó thì không biết vì lý do gì người ta không theo dõi nữa. Cho nên là thời gian bao lâu thì mình không biết, nhưng mà chỉ xác nhận là người ta từng theo dõi một vị nhập định liên tục trong 3 ngày. Và cái vị này đó thì sau này người ta nói là vị đó có thể nhập định liên tục trong 15 ngày, thì sư để qua một bên. Tại vì sao? Bởi vì người ta chỉ theo dõi có 3 ngày thôi, thì anh lấy cái gì mà anh xác định người ta ngồi thiền liên tục được 15 ngày? 3 ngày thì đồng ý, tại 3 ngày là anh có camera anh theo dõi thì cái đó tôi đồng ý. Nhưng sau 3 ngày anh dẹp rồi anh tuyên bố là người ta có thể nhập định trong 15 ngày, cái đó là chuyện khác. Nó giống như mình có thể, quý vị có thể nín thở trong vòng 1 phút, thì quay phim chụp hình trong 1 phút là mình nín thở. Rồi sau đó người ta có thể, người ta hô lên là quý vị có thể nín thở trong 1 tiếng, quý vị chịu nổi không? Nó khác.
Tại sao khi hành thiền thì 6 giờ tối con không cảm thấy đói như thường lệ? Bởi vì chúng ta thực sự không có sử dụng nhiều năng lượng đến như vậy. Và đa phần cái đói là do thói quen. Chứ còn bình thường thì buổi chiều quý vị không ăn gì cả thì nó vẫn không sao hết trơn. Cái chuyện nó bình thường thôi. Khi thiền rải tâm từ, con có thể xem những người xung quanh mình là cha mẹ của mình, không phải con của mình, có được không? Cái này được ha. Con thường hay nhớ lại chuyện cũ đã qua, nếu quên đi, con phải làm cách nào? Ví dụ lục đục gia đình vân vân, và liệu có ảnh hưởng gì đến trả nghiệp sau khi con đã quên được những chuyện cũ? Kính mong sư vấn đáp thêm cho con. Khi một cái chuyện đã qua đó, mà ví dụ như một cái chuyện buồn đã qua mà quý vị nhớ lại thì nó chỉ làm tăng trưởng tâm sân. Tức là vì hướng tâm đến cảnh cũ làm duyên cho ác bất thiện phát sanh. Thì tức là chúng ta chỉ tiếp tục tạo nghiệp thôi. Còn khi chúng ta buông bỏ, không suy nghĩ đến những cảnh cũ đó nữa, thì chúng ta đã mất đi một cái nguồn tạo nghiệp, thì chúng ta không tạo cái nghiệp đó nữa. Cho nên cái việc là không suy tư về quá khứ đó là điều tốt. Còn một số chuyện chúng ta cần suy tư về quá khứ như là một kinh nghiệm thì đó lại là chuyện khác. Ví dụ như mình đã từng bị lừa mất tiền như thế này, và lần sau khi mà mình gặp nó lừa mình nữa thì mình nhớ cái lừa này là mình đã từng bị rồi, thì mình rút kinh nghiệm, mình sẽ không nghe theo nó để nó lừa mình nữa. Thì trong trường hợp này mình nhớ đến ký ức không vui cũ để lấy đó làm kinh nghiệm, chứ không phải là mình nhớ lại ký ức cũ để mình chìm đắm trong cái sự buồn khổ. Hai cái đó là hai cái khác nhau. Còn cái việc quý vị thường nhớ lại chuyện cũ đã qua đó, nó được xếp vào cái Ayoniso Manasikara, tức là không suy tư hợp lý, hoặc là không như lý tác ý. Tức là vì chúng ta suy tư về những cái không nên suy tư, nó làm cho các cái sự đau khổ buồn rầu phát sanh, nó là cái nguồn cơn cho ác bất thiện. Con thường hay mơ thấy những sự việc có trước ở đời, khi nó tái hiện thì làm con nhớ lại đã từng có trong giấc mơ. Mong sư lý giải cho con được biết thêm ạ. Con xin tri ân công đức của sư. Liệu đây có phải là quả báo hay là nhân duyên của mình hả sư? Hay là người quá cố đi theo phò trợ mình,
Làm sao quên được những chuyện đã qua rồi mà mình vẫn còn nhớ lại? Phương pháp và cái gì? Việc này nếu quên thì A lại gia thức có dẫn mình đi trả nghiệp hay mình phải chịu cảnh trả nghiệp hiện tại? Có 5 nguyên nhân sanh ra giấc mơ. 1 là do chúng ta suy nghĩ nhiều thì chúng ta mơ. Cái này nó bao hàm những việc mà chúng ta thường hay làm á, chúng ta cũng có thể là mơ thấy. Ví dụ như một hôm nào đó chúng ta mơ thấy cái hồi mà mình còn là học sinh cấp 3, mình ngồi ở trong lớp mình học bài và mình thấy không vấn đề gì hết. Thì đó là do mơ thấy những cảnh cũ, hoặc là mơ thấy do mình suy nghĩ nhiều. Cái thứ hai đó là mơ do thực phẩm ăn uống, nó cũng có thể tạo ra giấc mơ. Cái thứ ba đó là do các cái sự hoạt động của nội tạng trong cơ thể như là mật, như là đờm, các thứ nó cũng tạo ra giấc mơ, tức là các cái biến chuyển trong nội tạng cơ thể mình. Cái thứ tư là do chư thiên báo mộng. Và cái thứ năm là do nghiệp. Thì cái do chư thiên báo mộng á, thì quý vị nên hiểu rằng mình là cái gì để chư thiên báo mộng. Chư thiên báo mộng cho mình á, là mình phải là người có giới, giới hạnh mình trong sạch, đàng hoàng, thì chư thiên họ mới gần gũi mình. Thường á, là chúng ta không nằm trong trường hợp chư thiên báo mộng, trừ khi quý vị là người đại thiện thì mới có trường hợp chư thiên báo mộng. Hoặc là quý vị làm một cái gì đó nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái vị trời đó thì chư thiên mới báo mộng cho quý vị. Ví dụ như có vị chuẩn bị chặt cái cây mà cái cây đó chư thiên ở trên đó, thì cái vị trời đó nó không muốn cây bị chặt thì mới xuống báo mộng cho vị này để xin vị này đừng chặt cây. Thì trường hợp đó là có. Sư nói để tránh cho quý vị bị ảo tưởng ha. Cái thứ hai là cái do nghiệp á, là chúng ta phải cận tử thì mới có những giấc mơ do nghiệp. Đa phần nó thuộc về ba cái hạng đầu. Nó có một trường hợp như thế này nè. Dòng chảy luân hồi á, chúng ta sống và chúng ta cứ diễn đi diễn lại những cảnh cũ. Chúng ta diễn đi diễn lại những cảnh cũ thì đôi khi chúng ta gặp lại những cảnh cũ chúng ta thấy nó quen thuộc. Tiếng nước ngoài họ gọi là déjà vu, tức là tôi thấy cảnh đó rồi, tôi biết cảnh đó rồi, tôi biết, ví dụ tôi có thể tôi nhớ biết trong giấc mơ, hoặc là hình như là tôi đã gặp cái cảnh này rồi. Thì cái nguyên nhân á, đó là do chúng ta đã thực sự trải qua cái cảnh đó vô số lần rồi trong các kiếp quá khứ. Chúng ta chỉ diễn đi diễn lại những cảnh cũ thôi. Cho nên khi mà chúng ta gặp lại cái cảnh cũ quen thuộc á, thì chúng ta có cảm giác là mình đã gặp cái đó rồi. Và quý vị còn nhớ là, xin nói là một đôi khi mình mơ thấy những cảnh cũ. Ví dụ như là mình mơ thấy hồi mình còn là con nít, là mình mơ thấy hồi mình còn là học sinh. Thì đó là mình mơ thấy cảnh cũ. Thì cái cảnh cũ đó cũng bao gồm trong một số cảnh của kiếp quá khứ. Đôi khi nó xuất hiện. Và do cảnh đó mình lặp đi lặp lại nhiều thì bây giờ mình gặp lại nó, mình ấn tượng, nó không có cái gì lạ chứ. Nó không phải là cái chuyện mình biết trước tương lai đâu, không có. Nó giống như cái chuyện là một cái anh
tấu hài đi, anh diễn viên tấu hề, ảnh lên sân khấu, ảnh sẽ diễn, ảnh có cái kịch bản đó. Kịch bản thí dụ như là đến phút thứ 30 là ảnh sẽ bị quánh một cái, và tới phút thứ 45 thì ảnh sẽ trúng xổ số chẳng hạn. Thì sau khi ảnh diễn 10 lần rồi đó, thì ảnh nói với đồng nghiệp ảnh, ngày mai là tôi sẽ bị quánh một cái, sau đó là tôi sẽ trúng xổ số. Nhưng mà sau đó anh lên sân khấu để anh diễn thì cũng đúng là 30 phút sau anh bị quánh một cái và 45 phút sau là anh trúng xổ số. Thì cái đó có được xem là anh biết trước tương lai không? Không có. Nó chỉ đơn giản là anh diễn lại cảnh cũ thôi. Và chúng ta cũng vậy. Cho nên là cái này nó không phải là một cái gì đó để chúng ta thực sự quan tâm. Điều chúng ta quan tâm là làm sao để đừng có sống lại, đừng có diễn lại những cảnh cũ đó nữa. Cái đó mới là điều quan trọng. Và làm sao để chúng ta không phải diễn những cảnh cũ đó nữa, đó là hãy thực hành tứ niệm xứ. Đó mới là điều quan trọng. Cái vấn đề của chúng sanh á, là cái cần quan tâm thì không quan tâm, mà họ lại quan tâm cái không cần quan tâm. Cho nên chúng sanh vẫn cứ sanh tử luân hồi. Mà Đức Thế Tôn Ngài ra đời, Ngài nói chúng sanh không biết là bao nhiêu lần, mà nó vẫn cứ vậy. Tức là cái cần quan tâm thì không quan tâm, lại đi quan tâm cái không cần quan tâm. Thì đó là những câu hỏi trong buổi hôm nay. Những câu hỏi còn lại thì sư sẽ trả lời sau, vào cái buổi sau. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Mời quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Y đăng mê bùn nhân niết bàn sa bạc cha yô hồ tu y mang nô Punya phagang sabba satta nang dema sadhu sadhu sadhu.